Thưa quý vị, vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 2327 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường trong nước. Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, cơ quan tiếp tục thực hiện khẩn trương nghiêm túc đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 160 ngày 22 tháng 2 năm 2022 về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước và các văn bản chỉ đạo có liên quan. Đồng thời nghiên cứu tiếp thu các kiến nghị của Bộ Công Thương trong quá trình thực hiện từ đó bảo đảm cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội